Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì ở cái video này mình xin chúc mừng tất cả anh em đã tham gia vào các airdrop, đó là Minidot và Minte và Terra Token. Thì hiện tại thì ba cái dự án này nó đã phân phối cho ông ta, và thay vào đó thì cái con token Minidot mà vào 3 ngày trước mình đã có hướng dẫn các bạn tham gia thì hiện tại thì nó đã phân phối cho mình, và hiện tại thì các bạn có thể là kiểm tra trên quý nhé. Thì hiện tại thì con giá con Minidot này rất là cao, thì đối với mỗi ạc thì sẽ hơn 1.000 đô cho mỗi ạc nha các bạn. Mình không ngờ là con này là nó có giá như vậy luôn, một con số rất là cao. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là trade trên PancakeSwap nhé. Thì đối với cái những dự án này, bạn nào mà chưa về, đã tham gia mà chưa về, thì hiện tại thì các dự án này nó vẫn còn đang phân phối, cho nên các bạn đợi nhé. Thì khi các bạn đợi thì các bạn, nếu mà khi nào về thì các bạn có thể là lên sàn PancakeSwap các bạn bán luôn nhé. Ok, lần đầu là mình thấy cái dự án nó ngon như thế này các bạn, chỉ trong 3 ngày thôi. Ok, thì ở trên kênh của mình thì mình cũng đã có thông báo cho anh em rồi. Thì ba token đó là HEAR và MINT và MINIDOT thì nó đã phân phối về cho ông ta, và mình đã để tất cả các contract của ba con token này trên đây. Thì ok, thì con MINT thì con MINIDOT thì mình có gửi tới các bạn là vào 3 ngày trước này. Thì con MINT thì MINT con Minte thì mình có gửi tới các bạn vào 1 tuần trước nhé. Và con Harry thì hôm con Harry đúng không, con token là Harry đúng rồi, con Harry như mới làm đây sao các bạn. Harry này vào 16 giờ trước thôi, mới mới làm ngày hôm qua thôi các bạn. Thì hiện tại thì hôm nay nó đã trả cho ông ta rồi. Thì ok, thì để trade được được để swap ba con token này thì các bạn vào sàn PancakeSwap nhé. Thì các bạn copy lại cái link sàn PancakeSwap, sau đó các bạn dán vào cái mục DApp trên ví Trust Wallet của các bạn hoặc là ví MetaMask của các bạn. Sau đó các bạn chuyển đổi sang mạng Binance Smart Chain nhé. Các bạn chuyển đổi sang mạng Binance Smart Chain, sau đó các bạn connect với cái ví của các bạn thôi. Ok, thì đối với các bạn muốn trade con nào thì các bạn copy lại cái contract, nếu mà nó không hiện ở trên đây các bạn tìm mà nó không hiện ấy. Này, nếu mà bạn tìm tên như này nó không hiện rồi này đấy, thì các bạn copy lại cái contract của con token đó nhé. Các bạn copy lại contract của con token đó, hoặc là các bạn có thể là kiểm tra trên EtherScan. Mình đã có nhiều video mình hướng dẫn các bạn là kiểm tra check địa chỉ ví trên EtherScan rồi. Các bạn có thể lên EtherScan các bạn check nhé. Sau đó các bạn nhấn qua cái phần B20 này, hoặc là các bạn nhấn vào đây này, các bạn tìm nhé. Ok, thì bên đây nó sẽ trả phân phối đây, ba con token Minidot và Minte nó trả đây nhé. Thì các bạn muốn xem contract của con token nào thì các bạn nhấn vào cái con token đó thôi. Thì hiện tại thì hồi nãy là con Minidot của mình nó trả cho mình là 16 triệu à 16 tỷ 500 nhé, 16 tỷ 500. Thì hình như là nó cũng trả red luôn các bạn, mình cũng đã nhận được red đó. Nó trả cho mình vào 6 giờ trước này này, thì nó trả cho mình là 16 tỷ nhé. Thì đối với các bạn copy lại contract của con token này thôi, sau đó các bạn quay trở lại PancakeSwap, các bạn dán cái contract của nó vào đây thì nó sẽ hiện thôi. Đây con Minidot, các bạn ở phần inbox, sau đó các bạn tích vào I understand, sau đó các bạn ở phần inbox thì nó sẽ hiện ra giao diện như thế này thôi. Thì đối với 5 tỷ đối với các bạn thì 1 2 3, nếu mà bạn nào không ra red á thì là 5 tỷ nhé, thì tương đương khoảng là 5,5 BNB nha các bạn. Và đối với các bạn nào mà trade không được á, nếu mà các bạn swap không được, ví dụ các bạn swap như này này mà nó hiện lỗi như thế này này, đây nó hiện lỗi như thế này này, thì các bạn chỉnh cái slip lên giúp mình nhé. Thì để chỉnh slip thì các bạn chọn phần dấu ba gạch ở trên chỗ đồng hồ này đấy, các bạn chỉnh slip lên cho mình là 22 giúp mình nhé, 22. Nếu mà 22 không được á thì các bạn chỉnh lên là 23 giúp mình nhé, có nghĩa là trừ lại 22% á nhé. Đấy, các bạn chỉnh lại 22, ok, sau đó các bạn tắt đi. Ok, đây là slip bay này, là mình đã tăng lên 22 này, thì khi đó các bạn sẽ swap được thôi. Đây, chúng ta sẽ swap được thôi. Đấy, nó hiện ra bảng kèo phí là chúng ta đã swap được thôi nha. Các bạn lưu ý nhé, đối với con token Minidot này thì các bạn nhớ là tăng slip lên là 22% với mình nhé, khoảng là 22 nhé. Ok, thì đối với 5 tỷ thì các bạn khoảng là 3NB, 5,5 BNB. Thì sau mà trừ lại 22% á thì các bạn nhận lại khoảng là 4,5 BNB nhé. Thì đối với 5 tỷ thì các bạn sau khi các bạn swap là ra là 5,5 BNB.
Nhưng mà cái slip bay này chúng ta cần phải chỉnh lên 22% cho nên nó sẽ trừ 22%, tương đương là các bạn sẽ sau khi swap xong các bạn sẽ nhận lại được là 4,5 BNB nhé. Nó trừ hết một BNB đi nhé, có nghĩa là slip bay này cái phí trước của nó ấy. Thì đối với 5,5 BNB này tương đương khoảng là BUSD thôi, BUSD khoảng là 1.700 nha các bạn, gần 2.000 đô nha các bạn, khá là ngon, rất là ngon rồi. Một cái ăn rớp mà có trong vòng vài ngày thôi mà ăn hơn 1.000 đô là khá là ngon rồi các bạn. Thì hồi nãy mình có swap sang là 16 triệu đó, hồi nãy mình có swap sang là 16 triệu đó các bạn. Đây nè, mình swap sang là 16 triệu đó thì tương đương là mười sáu triệu năm trăm chứ, khoảng là 5.600 ấy các bạn. Thì 5.600 mình hiện tại thì giá đã giảm rồi, thì khoảng là nhận lại thì hồi nãy mình nhận lại được là 4.733 USD nhá. Hồi nãy là mình nhận được là nó trả cho mình hình như là cộng cà rét luôn là 16 tỷ, thì mình swap sang được là năm hơn gần 5.700 đô ấy. Hồi nãy là 5.700 đô ấy mà hồi nãy mình swap sang là chỉ còn để cái slip bay trượt này 22%, nó trừ hết 22% thì mình chỉ nhận lại được là 4.645 BUSD thôi. À mình chỉ 4.733 USD thôi nhé. Thì các bạn nhớ, riêng cái con mini dot này các bạn nhớ chỉnh slip lên, thì các bạn chỉnh slip lên 22% thì các bạn mới swap được nhé. Ở video trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn swap rồi. Ok, thì mình xin nhắc lại, thì mình xin chúc mừng tất cả anh em đã tham gia vào cái dự án mini dot và đã được trả. Thì hiện tại thì cái dự án này đang được phân phối nha các bạn, nó chưa phân phối xong đâu nhé. Thì nghe đâu thông tin thì nó phân phối đâu trong vòng là 90 ngày nha các bạn, cho nên các bạn là vào quý của các bạn á, các bạn chết hàng ngày nhé, các bạn chết hàng ngày. Thì các bạn có thể là chết trên Ether Sky này này, các bạn chết hàng ngày. Nếu mà nó về thì các bạn đem lên bàn sàn Pancake Swap này, các bạn swap luôn giúp mình nhé. Những cái con này thì hâu không có được đâu các bạn, những con này là hâu rất là khó, những con nền tảng rác thôi nhé. Nếu mà các bạn nhận được thì các bạn swap luôn giúp mình. Ok, và con tiếp theo đó là cái con Minty, cái con Hare này, cái con Hare mình nhắc là mình nói đến Hare trước đi. Thì con Hare này thì các bạn có thể là copy, bạn nào mà đã phân phối rồi ấy thì các bạn copy lại cái contract của nó, các bạn dán vào sàn Pancake Swap của họ thôi, lên sàn Pancake Swap các bạn dán vào đây thôi, đây nó sẽ hiện ra thôi, sau đó các bạn ấn vào phần import thôi nhé. Ok, thì với giá hiện tại của con này thì khá là rẻ các bạn, con này chỉ khoảng là nhận được 90 tỷ hả, 900 tỷ chứ. Một này, hai này, ba này, chín mươi ngàn tỷ các bạn ạ. 90.000 tỷ mà giá nó như thế này thôi, thôi hao thôi, giá có 0,019 đô thôi à. Sao sao cái này swap ra lỗ rồi. Thì cái nào swap được thì các bạn swap nhé. Thì khi mà các bạn swap các con khác á, mà các bạn nhớ chỉnh lại slip là 0,5% nhé, các bạn giúp mình nhé. Đấy, các bạn nhớ chỉnh, các bạn nếu mà swap các con khác á, thì các bạn nhớ chỉnh slip lại 5% để nó đỡ tốn phí nhé, để trừ phí nhé. Các bạn cứ giữ 22% là nó trừ phí của bạn ối dồi ôi luôn ấy. Ok, thì tiếp theo đó thì về con he này thì bạn nào nhận được thì các bạn hâu đi, khi nào nó tăng giá thì mình sẽ thông báo sau. Ok, thì đối với con min này, con min cũng khá là tiềm năng. Thì con min này nó cũng đã phân phối rồi, trước đây chúng ta làm cũng đã phân phối rồi, các bạn copy lại contract của nó, sau đó các bạn lên sàn Pancake Swap các bạn dán vào đây thôi nha. Ok, đây các bạn ấn nút import, các bạn ấn vào thôi. Thì hiện tại thì con min t này hiện tại là bao nhiêu ta, bị lắc rồi các bạn, đợi mình tí nhé. 18 đô các bạn, phí trượt tao 23% rồi nè, 9 đô. Thì giá này chúng ta có thể là bán luôn hoặc là các bạn có thể là hold cũng được nhé. Thì đối với con này thì muốn các bạn nào muốn swap luôn, các bạn nào nhận được mà muốn trade á luôn á thì các bạn ấn vào nút arrow nhé. Chúng ta add pro này, chúng ta trả một lượng phí để add vào thôi, phí khoảng là 0,08 đô thôi, rất rẻ. Phí app pro này rất là rẻ nha các bạn. Thì sau khi các bạn app pro và trả phí xong thì cái chữ swap này nó sẽ hiện ra thôi nhé, sau đó các bạn ấn nút swap
các bạn ấn nút confirm swap. Ok, sau đó trả ra một lượng phí nhé. Các bạn nhớ trade con nào thì các bạn nhớ chỉnh lại slip là 0,5% nha. Còn đối với con mini Nidot mà ở slip 0,5% mà các bạn swap không được ấy thì các bạn tăng lên 22% nhé. Mình đã nhắc ở video từ trước rồi nhé. Đấy. Các bạn nhớ chỉnh lại slip là 0,5% này nhé. Các bạn chọn là 0,5% lại này, sau đó các bạn swap nó đỡ tốn phí. Thì sau 17 đô đối với 15 triệu token của mình là swap ra sang là khoảng là 17 đô, thì 17 đô là khoảng là mình sẽ nhận lại được là 17,39 đô nhé. Thì nếu mà các bạn mà giữ 22% là nó sẽ là còn là 14 đô thôi, trừ hết 3 đô đi, nó trừ hết 22% này nè. Price impact rồi, tỷ lệ trượt nè nhá. Các bạn nhớ chỉnh lại là 0,5% giúp mình nhé, slip ấy. Ok, thì để swap thì sau khi các bạn app roll xong thì các bạn ấn nút swap giúp mình. Sau đó các bạn ấn nút confirm swap. Rồi sau đó các bạn ấn nút xác nhận, các bạn trả một lượng phí khoảng là 0,001 BNB thôi nhá. Thì sau khi các bạn trả phí xong thì nó sẽ tự động swap cho các bạn luôn. Nó sẽ swap ra sang BUSD. Hoặc là bạn nào mà cứ các bạn cứ swap sang BNB cho mình nhé. Các bạn cứ swap sang BNB đi, các bạn giữ đó đi. Con BNB này nó không giảm giá đâu mà sợ. Nó giảm cũng giảm một ít thôi. Mà con này rất là tiềm năng, sau này nó sẽ còn tăng giá nữa nhé. Thì mình khuyên các bạn nên là swap sang con BNB để vừa làm phí này, vừa làm phí chúng ta để gửi token và làm phí giao dịch này, và vừa hold này, vừa hold được luôn nhé. Con này nó rất, con BNB này khá tiềm năng. Sau này thì theo cấu trúc của cái dữ liệu thị trường thì con này có thể là tăng lên là hơn 1.000 đô nha các bạn. Con BNB này thì giá hiện tại của nó chỉ có 300 đô thôi nha. Ok, thì mình xin gửi thông tin video những cái con token đã phân phối về với cho ông ta. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé.